Thưa quý vị và các bạn, trong quan hệ quốc tế với đường lối đối ngoại nhất quán hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, Việt Nam đã mở rộng và nâng tầm quan hệ ngoại giao với tất cả các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống. Trong đó, một trong những đối tác truyền thống quan trọng của Việt Nam là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Kể từ khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác năm 1977 tới nay, quan hệ Việt Nam-Lào đã không ngừng củng cố và phát triển toàn diện, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của mỗi nước. Ngày 18 tháng 7 năm 1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn, lúc đó là Thủ tướng, đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Đây là một dấu mốc vô cùng quan trọng đối với cách mạng hai nước. Xuất phát từ nhu cầu hợp tác sâu rộng và cấp thiết giữa hai nước trong tình hình mới, ngày 18 tháng 7 năm 1977, Việt Nam và Lào đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Trong đó có nêu rõ nguyên văn thế này: hai bên cam kết ra sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, không ngừng tăng cường tình đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, sự hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản và theo nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Chúng tôi càng vô cùng xúc động khi biết rằng Việt Nam còn có những khó khăn, nhưng cũng đã chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ to lớn quý báu cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong các giai đoạn qua, nhất là trong giai đoạn Lào đối mặt với khó khăn về kinh tế, tài chính và đại dịch COVID-19. Việt Nam đã dành sự hỗ trợ kịp thời, thể hiện sinh động trong quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai nước. Trong suốt 46 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào ngày càng được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế trong từng lĩnh vực cũng như từng mặt và từng giai đoạn. Quan hệ chính trị, hợp tác quốc phòng an ninh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, văn hóa, y tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo ngày một nâng cao và cụ thể hóa trên từng phương diện. Quan hệ hai nước không ngừng được tăng cường, củng cố, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Vì vậy, trách nhiệm của thế hệ trẻ hai nước là kế thừa, gìn giữ, phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Do đó, thế hệ trẻ hai nước cần phải hiểu, tôn trọng và thấm nhuần về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Chúng tôi cảm ơn Đảng và Chính phủ Việt Nam đã dành những suất học bổng dành cho sinh viên Lào chúng tôi được học tập tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ mang những kiến thức đã học được tại Việt Nam để đóng góp cho sự nghiệp phát triển của mỗi nước, cũng như cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt. Mối quan hệ đoàn kết gắn bó đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Sao Phan Nu Vong và các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công gây dựng, gìn giữ và vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách khắc nghiệt, không ngừng phát triển toàn diện và sâu rộng, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật sống còn và là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng hai nước. Trong giai đoạn phát triển mới của hai nước, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai nước.